Thưa quý vị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng, Quỳnh Thanh Hiền vừa có buổi đối thoại trực tiếp với thanh niên của huyện với chủ đề thực hiện cơ chế pháp luật về chính sách việc làm cho thanh niên và những vấn đề khác mà thanh niên quan tâm. Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đề xuất huyện cần có giải pháp định hướng cho thanh niên trong việc tiếp cận, nhận diện các thông tin trên mạng xã hội, đề nghị tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm thực hiện tốt hơn công cuộc chuyển đổi số. Một số vấn đề nhà ở, vốn vay tín dụng chính sách, quảng bá sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử cũng được thanh niên quan tâm đề cập. Các ý kiến tại buổi đối thoại được Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Thanh Hiền cùng các cơ quan chuyên môn trao đổi giải đáp cụ thể. Đây là hoạt động được huyện Tân Hưng tổ chức định kỳ hàng năm nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên.